Thảo xin chào lại quý vị đang xem kênh Thảo ABC Cuộc Sống Pháp. Ngày hôm nay, Thảo xin chia sẻ đến cùng quý vị cách nấu bún bò Huế tại nhà. Cách nấu của Thảo rất là đơn giản. Nếu như quý vị nào thấy thích món ăn bún bò Huế này thì Thảo mời vào bếp làm cùng với Thảo nhé. Ở đây thì Thảo có 2 kg xương bò, Thảo đã ngâm qua nước muối 3 tiếng đồng hồ cho nước máu ra hết và sau đó mình rửa lại sạch để ráo ha. Bây giờ mình bắt nồi nước lên và cho vào là 6 lát gừng và một củ hành tây. Tiếp theo Thảo cho vào là một muỗng cà phê muối. Hành tây và gừng á, mình luộc cho xương á, nó giảm đi cái độ tanh trong xương rất là nhiều. Bây giờ thì mình cho cái phần xương đã rửa sạch để ráo cho vào mình luộc nha. Để giúp cho xương nó trắng ra thì Thảo cho vào là một muỗng canh giấm chua. Và mình nấu đến khi chỗ nước xương này nó sôi lên, nó có bọt là được. Rồi sau đó mình sẽ vớt xương ra. Mình rửa sạch qua nhiều lần nước lạnh nha quý vị. Phần xương sau khi rửa sạch để ráo nè, nó trắng tinh luôn nè quý vị. Rồi mình cho lần lượt vào trong nồi nước. Cái nồi nước này Thảo sử dụng là 7 lít nước nha. Sau khi cho xương bò vào rồi, đây Thảo có một trái khóm ha. Thì trái khóm này nhỏ thôi, mình cắt ra làm 4, mình cho vào nước súp luôn. Thảo sẽ nấu cho nước súp nó sôi lên. Và đây là chân giò heo, Thảo đã rửa sạch và cũng ngâm qua 3 tiếng cho nước máu nó ra hết. Và sau đó mình rửa sạch để ráo rồi đem đi luộc sơ qua. Luộc chân giò heo thì Thảo có củ hành tây và muối. Sau khi luộc xong thì mình cũng rửa sạch để ráo. Và giờ chân giò heo đã ráo khô rồi, mình sẽ cho vào nồi nước súp luôn nha. Mình sơ chế xương bò và chân giò heo như vậy thì mình nấu nước súp sẽ thơm ngon hơn. Và đây là phần rau mình ăn kèm á. Có hành lá nè, sả, giá, củ ghiền, bắp chuối, rau Huế, tí tô và rau răm. Và đây có hành tây và gừng. Bên đây là miếng thịt bò bắp, rồi huyết, bún. Và đây là chả ốc á, Thảo sẽ cho vào trong bún bò Huế ăn luôn nha. Thay vì chả Huế cũng được. Chả này Thảo bỏ trong đông đá đó, bây giờ mình đem ra. Tí nữa mình cho vào nước súp luôn, nên không cần hấp lại. Bò bắp Thảo đã sơ chế rửa sạch với muối rồi mình để ráo. Phần nước súp lúc này Thảo sẽ gấp những cái miếng khóm ra ngoài đỡ ha. Để Thảo cho bắp bò vào Thảo luộc, không thôi nó bị trào nước ra. Rồi bắp bò mình để vào mình luộc. Bắp bò này luộc cũng nhanh chín lắm. Huyết này khi mình lấy ra khỏi hộp á, rồi cái mình luộc sơ mình cắt vuông này, tí mình cho vào nước súp. Thì khi ăn huyết nó sẽ thơm ngon hơn. Rồi nấu được một lúc Thảo cho huyết vào trong nồi súp luôn nha. Sả Thảo sử dụng 3 cọng. Mình cắt làm đôi rồi mình đập dập mình cho vào trong nồi súp. 7 lít nước súp Thảo sử dụng 2 gói bún bò Huế này nha. Thảo cắt bọc gia vị rồi Thảo cho trực tiếp vào trong nồi súp luôn. Muốn nấu nồi súp nước trong veo thì khi thấy bọt thì quý vị cố gắng vớt hết bọt giúp Thảo nha. Lúc này Thảo sẽ kiểm tra cái bò bắp xem nó đã chín chưa. Thảo nghĩ thì nó đã chín rồi, nhưng mà cũng phải thử xem cho nó chắc chắn hơn. Thảo dùng cái que tre nè, mình xơm vào ngay chính giữa chỗ dày nhất á, rồi mình kéo lên, thấy nước trắng nó tứa ra là cái bò bắp đã chín rồi. Nếu nó còn màu nước hồng thì nó còn sống nha. Giờ Thảo vớt ra đây. Sẵn tiện, Thảo thử những cái chân giò heo luôn nè. Và sau khi mình xơm vào đó, thì chân giò heo nó cũng đã vừa chín, dai, ngon rồi. Thảo vớt ra luôn. Mình để lâu trong nước súp á, nó sẽ mềm nhũn, ăn không ngon nữa. Tiếp tục Thảo cho vào 2 củ hành tây vào nước súp. Và đây là chén mắm ruốc, trong đó Thảo có là 2 muỗng canh mắm ruốc, rồi Thảo cho nước vào
rồi sau đó mình quậy ra cho cái nước trong trên mình lấy, còn cái cặn nè mình bỏ đi. Quý vị sử dụng mắm ruốc nào cũng được nha. Và Thảo cho vào nồi súp là 6 đến 7 lát củ ghiền. Để tạo màu cho nước súp thì đây Thảo có là một muỗng canh vung sa tế tôm. Và mình nấu sôi lên, có bọt quý vị vớt. Và giờ cái nồi nước súp mình đã hoàn tất rồi đó. Thời gian hầm xương là 8 tiếng. Quý vị nêm nếm theo khẩu vị ăn nhà quý vị nhé. Khi mình nêm gia vị mình phải trừ hao, mình hâm đi hâm lại. Rồi khi ăn mình còn cho vào mắm ruốc nữa. Và đây Thảo đã chuẩn bị xong một tô có bún, có rau, có thịt. Và đây là một cái dĩa thịt Thảo để sẵn như vậy ha. Mình ăn thì mình gấp thêm. Bên trong tô thì có giá, bắp chuối, bún, thịt bò bắp, huyết, chả, móng heo. Và rau thơm có quế, tía tô, rau răm mình sắc nhỏ và mình cho vào trong tô. Và lúc này Thảo cho nước súp vào trong tô. Quý vị xem nè, nước súp nó trong veo, ngon quá ha. Nó có màu vàng ánh như vậy là đạt rồi đó. Và sau cùng Thảo múc một ít nước béo cho lên tô luôn. Ngon không cả nhà? Và giờ tất cả đã làm xong, bây giờ thì mình nhập tiệc thôi. Mẹ con Thảo xin chào lại cả nhà. Út cho ta chào ông bà cô chú đi. Con xin chúc bố chị yêu chú. Ông bà cô chú nhìn lên màn hình kìa. Nhiều sức khỏe. Nhiều. Đúng mà. Không. Nhiều sức khỏe. Nhiều nha chị. Giờ mẹ con Thảo mời cả nhà ăn bún bò Huế với Thảo nha. Ôi chị ơi. Bún bò Huế này mình ăn nóng nó mới ngon. Bây giờ Thảo cho thêm miếng nước ruốc vô nữa nè. Rồi thêm miếng sa tế vô nữa. Ăn cay cho nó ngon. Trong rau có rau thơm, có rau Huế, rau tía tô, có chút rau găm, hành. Ừ, hành Thảo chưa cắt nè. Kéo cắt nè. Có hành nữa mới ngon. Mùa này ăn lẩu chứ ăn có gì có súp á, bún bò Huế, hủ tiếu này kia là thôi ngon. Cái này là chả ốc quá cả nhà. Nhỏ miếng nước súp nha. Quá ngon luôn. Giờ Thảo ăn nha. Nước súp rất là vừa ăn luôn. Thảo nêm nếm vậy là vừa khẩu vị ăn của nhà Thảo rồi đó. Quý vị thử nấu thử xem giống Thảo nha. Nếu mà quý vị thấy mà Thảo vừa khẩu vị thì cứ thêm bớt cái gì vô. Thảo chỉ sử dụng hai cái bột nêm đó đó. Rồi dưới thêm mắm ruốc vô thôi. Cái bột nêm đó có cái vị nó ngọt ngọt. Cái bắp bò mình luộc vừa chín tới nó dai mà nó cái thịt nó ngọt nó mềm á cả nhà. Để kéo lại đây ăn, trúng ảnh ăn không có được. Ăn bún bò Huế này phải có bắp chuối. Ăn cũng ngon hay cả nhà ha. Bánh bánh.
nãy Thảo nấu á, Thảo có múc riêng cho ảnh cái nồi nhỏ để ảnh ăn, cũng thích ăn súp. Miếng thịt Thảo cắt mỏng vậy nè, mới ngon. Dày quá nó sẽ không ngon mấy. Quyết Thảo sắc bự vậy nè, mình cắn vô ngon, sực một cái là nước nó tung tóe vô trong miệng mình. Hồi sớm ảnh ăn bún hai bà cháu ăn sớm lắm. Để Thảo cắn miếng chảo nè. Baby say my chảo. Vừa cắn vô chả nó sực sực. Tức ra trong chảo á, Thảo có để mùi quế nhẹ nhẹ vô nữa. Rất là vừa ăn luôn. Lâu lắm rồi mới ăn lại cái chảo ốc nè. Chảo ốc này quý vị nấu với bún riêu cũng ngon. Ảnh ăn chỗ này chút Thảo ăn nữa. Con làm cái tay cho ông bà coi. Món gì có quyết á Thảo thích ăn. Này là Út giỏi lắm á, Út đút thuốc cho Thảo uống. Ảnh đang cầm cái máy ảnh chơi ha, mà nói Thảo chưa lấy thuốc cho mẹ uống là bắt đầu chạy tê tê đi lấy thuốc. Ok. Đó, chạy đi lấy thuốc nữa.
nãy mẹ ô mẹ con gấp mẹ uống rồi. Hả? Ừ. Đấy. Ngày mai uống rồi. Mà ngày mai mẹ làm nha. Đấy. Ừ. Thôi xuống. Bỏ vô đi. Mẹ đi con. Bỏ vô đây. Ừ. Ừ. Dở quá. Chân heo nha. Nó không mềm lắm mà cắn vô nó cũng còn độ dai, nó không có bị cứng. Nè quý vị xem. Cái da sụt sụt sụt. Đây. Vừa ăn. Phải nói là lâu lắm rồi nấu là bún hủ quế ăn biết ngon luôn. Ăn đi. Út xin được anh ba cái gà chiên với bột á. Ngồi xuống đây, xuống ghế á. Ăn lặt vặt tối ngày. Ảnh giống ba ảnh. Chứ Thảo thì không có thích ăn vặt. Ăn toàn món chính không à. Thôi ăn xong rồi. Ở đây còn chút chả dưa. Một cái món heo nè. Quá ngon luôn. Ở ngoài lạnh mà ở trong mình ăn súp nóng á. Trời ơi, nó quá tuyệt vời luôn á. Không có gì sánh bằng. Sẵn tiện Thảo làm cái video này á, để trả lời câu hỏi của quý khán giả là sao lúc này chị Thảo ít ra video. Chị Thảo mới ăn mặn trở lại cũng mấy ngày nay thôi. Cái gì con? Ok. Đi vô anh ba đi. Ok. Anh nói ăn co là muốn ăn nữa. Cho nên chị không có nấu ăn. Rồi cũng không có quay đi ăn uống gì nhiều. Ăn chay, đi đâu cũng ăn chay hết trơn á. Giờ thì ăn mặn trở lại thì chị sẽ quay và chia sẻ nấu ăn rồi quay này kia cũng nhiều hơn thời gian trước. Có khán giả hỏi sao chị Thảo lúc này không làm bánh nữa. Biết sao không? Chị thời gian trước á chị cũng ho hoài à. Làm bánh á, ăn ngọt vô á cái nó dễ bị ngứa cổ lắm, giống như là chị bị dị ứng chất ngọt hay sao á. Rồi ăn đồ chiên rồi cái cũng ho.
mà bây giờ thím được thuốc này rồi, thế uống nó hết cũng được mấy ngày hết thuốc á, hết thuốc cái mấy ngày sau nó tự nhiên nó ngứa trở lại, cái phải đi bác sĩ và lấy lại cái thuốc y như vậy thì nó lại hết. Nếu mà hết đợt thuốc này là một lần thuốc như vậy Thảo uống 30 viên là một tháng đó, đúng một tháng. Nếu mà lần này Thảo không có hết nữa thì ông bác sĩ sẽ cho Thảo đi khám đặc biệt. Ngon hả con? Ừ, con ăn đi. Ba. Rồi á, khi mà đứng nấu ăn nhiều á, cũng cái hơi nóng vô cũng làm cho Thảo trong cái cơ thể của mình nó nóng, giống như cơ địa của mình nó nóng. Rồi đặc biệt ha, vô mùa đông này á, là trong phòng của chị Thảo á, là không có bật sofa nha. Nếu mà bật sofa là sáng ha, là đinh ninh rằng là chảy máu cam hoặc là ho khô cổ á, không biết sao không có chịu nóng nổi. Thảo rất là thích cái thời tiết mát mát như là mùa thu trở về mùa đông á, thì cái cơ địa của mình nó hợp hơn. Rồi vô mùa hè bắt đầu á thì nó lại trở oi bức lắm, nó khó chịu lắm. Đi đâu là kế bên cạnh là cũng phải có chai nước, nếu mà không có chai nước á là coi như là ho đó, ho mà phải uống thuốc đó. Kể cả nhà nghe vui lắm. Đi ăn buffet phô long tê hôm bữa Thảo ăn mặn trở lại đó, cả nhà đi cái xong vô đó ăn đến nỗi bây giờ ha, nếu mà ai có rủ nữa đó thì từ chối ngay luôn, giờ ngán quá rồi không có ăn được nữa luôn, giờ ngán quá rồi không thể nào ăn nổi nữa. Biết vô chổng ăn rồi cái đâm ra nó ngán, đồ ăn trong đó cũng dầu mỡ dữ lắm. đi vô xin anh ba đi. Mỗi lần muốn ăn là hỏi Thảo à, ảnh cưng lắm, ảnh đeo Thảo từ lúc sanh ra tới giờ. Còn hồi nhỏ anh chị là sanh ra cái gửi cho bà nội cái đi làm, sanh ra chừng mấy tháng á là Thảo đi làm rồi. Còn anh nhỏ này sanh ra tới giờ là nuôi luôn tới chắc tới ảnh lớn luôn quá. Anh ba không mở cửa cho con hả? Con gõ cửa đi, gõ cốc 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 cốc. À, anh ba khóa cửa lại hả? Rồi, anh ba khóa cửa lại không cho vô. Có nghĩa là anh ba sợ sinh nữa đó. Ừ, con nói mẹ. Mà ảnh cũng chưa rành nói nữa cả nhà ơi. Bây giờ video của Thảo đến đây xin tạm dừng nha. Cảm ơn cả nhà mình đã xem video cách Thảo nấu cuốn bò. Tuy đơn giản nhưng mà rất là ngon luôn nha. Đối với Thảo là ngon, nhưng mà không biết quý vị như thế nào, thì quý vị có thể là áp dụng theo cái công thức của Thảo nấu thử xem, rồi cho Thảo biết nha. Giờ thì Thảo xin chào, hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Mẹ con Thảo xin cảm ơn ông bà theo cháu dõi video của mẹ con Thảo. Xin chào. Chào. Bye bye. Bye bye.